Đây là cái giấy khen mà in trên giấy 830 trên máy 830 DN in bằng giấy for 230. Giấy for 230 này ở video trước cũng đã nói với các anh chị rồi, tức là đây là cái loại giấy nó giống như tự giấy Thái vậy, nhưng mà định lượng nó dày, nó tới định lượng 230. Ở đây nó có một cái ưu điểm rất là lớn, đó là cái giấy này là nó sờ vào nó rất là láng. Và khi mình sử dụng cái máy 830 DN để mình in giấy khen thế này nè, các bạn sẽ thấy là nó có cái độ sáng rất là cao ha, độ sáng rất là cao, nên mình rất là thích in cái giấy khen trên loại giấy này. Lúc trước mình hay sử dụng cái loại giấy bóng ha, giấy bóng một mặt 230 A3. Tuy nhiên là khi mà in ra thì nó cũng không có đẹp bằng trên cái giấy này đâu. Tại vì cái giấy bóng đa số là người ta sản xuất ra, người ta phủ một cái lớp thuốc để tạo cái độ bóng khi mà chúng ta in mực in phun, thì nó sẽ có cái độ bóng cao, tức là nó sẽ áp dụng dành cho cái mực in phun là chủ yếu. Còn đối với mực laser, mực in laser như cái máy 830N này thì cũng có thể áp dụng được, cũng có thể in được. Tuy nhiên thì khi mà in những cái video trước mình đã nói rồi ha, tức là khi in mà các bạn mà để cho khách hàng mà cắt theo cái viền giống như thịt heo, ví dụ như hình con vật đó, thì nó có một cái hiện tượng, đó là nó sẽ bong mực. Lý do là mực chỉ bám ở ngoài một cái lớp thuốc của cái giấy in ảnh thôi, do đó nó sẽ bị bong mực. Do đó là chúng ta nên mà khi mà in cho khách hàng, hỏi nhu cầu khách hàng như thế nào, thì mình sẽ, nếu mà khách hàng in mà giờ đã cắt theo nhân vật hay là một cái gì đó hình để dạy, thì mình sẽ sử dụng cái loại giấy dày này 230 này để chúng ta in. Còn những cái loại trên giấy in ảnh đó thì chỉ phù hợp, ví dụ như chúng ta sẽ cắt thẳng hoặc là cắt một tròn, chúng ta không được cắt phức tạp thì nó sẽ bung, còn đối với hình tròn được thì nó bình thường. Thì các bạn sẽ thấy là mình in giấy khen rồi thì sao mình lại rọc, mình dùng cái dao rọc giấy để mình rọc mà mình không bỏ vào máy cắt, thì chắc chắn các bạn sẽ đang có suy nghĩ của tại sao không bỏ vào trong cái máy cắt để chúng ta cắt một phát rẹt cho nó xong luôn. Đây là một sắp giấy như vậy thì khoảng 67 giấy khen ha, 67 tờ giấy khen, tại sao mình không bỏ vào trong cái máy cắt để cắt cho nó nhanh ha. Thứ nhất là mình sẽ nói với các bạn nè, thứ nhất là đã cũng đã làm rất là nhiều rồi ha, thì khi mà các bạn in đó, thứ nhất là mình đã nói là cái giấy nó sẽ không có đều, tại vì cái giấy này là cái giấy giống như là giấy cắt thủ công vậy, nó không có đều. Cái thứ hai là do cái trong quá trình in đó, cái bắt giấy của đối với những loại máy dòng máy nhỏ thì nó sẽ không có bắt giấy chính xác được, kể cả in offset thì người ta nó có cái con canh thì người ta canh mới chính xác được. Còn đối với những cái giấy như mình in đây thì với đây gọi là số lượng ít thôi, thì mình nghĩ là nó cái giấy khi mà cái độ máy nó cái bắt giấy nó không có bắt được chính xác, thì khi in ra nó sẽ tờ này nó bị lợp, tờ kia nó bị lợp, và với lại cái giấy nó sẽ không thẳng vuông vức ha. Thì do đó là các bạn sẽ thấy là nếu mà in ra các bạn sẽ thấy cái lề này nó có thể là nó nhiều hơn lề này, nó ít hơn, hoặc lề này nó nhiều hơn lề này ít hơn. Còn nếu mà các bạn cứ bỏ dỗ, đồng ý chúng ta sẽ dỗ luôn một sắp giấy như vậy để chúng ta làm ha, ví dụ chúng ta dỗ sắp giấy như vậy chúng ta làm, thì khi mà bỏ vào trong cái máy cắt thì chắc chắn những cái tờ sẽ có những cái tờ nó sẽ bị cắt phạm ha, sẽ có những cái tờ nó bị cắt phạm. Do đó là mình phải, khi mình in ra xong với số lượng như thế này thì mình phải gia công bằng thủ công, tức là mình sẽ rọc 2 mép hai đường, tức là một đường mép trái, một đường trên, để khi mà mình rọc hết một loạt như thế này, mình lấy cái điểm này làm chuẩn, thì khi mình đưa vào trong máy cắt thì mình chỉ cắt một đường như thôi, thì nó sẽ đảm bảo được là cái độ chính xác nó tuyệt đối và nó an toàn hơn là chúng ta mới bỏ vào trong, thì có thể là những cái tờ mà chạy xe ở giữa hay là cái gì đó nó bắt giấy không đều thì nó sẽ bị lợp, và chúng ta cắt nó bị lợp và sẽ bị hư, chúng ta phải in lại nữa. Thà chúng ta chậm một bước mà chúng ta làm chắc chắn ha, còn hơn là ví dụ như chúng ta làm nhanh, chúng ta làm bỏ vô nhanh, nhưng mà khi mà cái giấy khen chúng ta nó, thứ nhất là khi bỏ vô nó không đều, cắt nó bị xéo, nhìn tờ giấy khen rất là xấu, và sau đó chúng ta phải in lại và chúng ta phải cắt lại thì nó lại thêm mất công nữa ha. Và đó là lý do tại sao mà mình phải ngồi mình cắt riêng như thế này à, nên do đó là đây là một cái chút cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ đến cho tất cả các bạn mới mở tiệm dịch vụ in ấn, để các bạn có cái cách làm nó hiệu quả hơn. Và đây là cách của mình, còn nếu bạn nào có những cách hay hơn thì các bạn cũng có thể để lại những chia sẻ ở dưới bình luận này để cho mọi người cùng học hỏi. Rồi, một chút cái kinh nghiệm mình muốn chia sẻ cho tất cả các bạn mới ha. Rồi, video của mình xin dừng ở đây nha. Xin chúc tất cả các bạn làm ăn ngày càng đắt khách và thành công trong công việc. Có những bình luận hay thắc mắc gì các bạn cứ để lại phía dưới ha. Mình biết khả năng tới đâu thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn tới đó, để các bạn cùng nhau, mình và các bạn cùng nhau phát triển ngành nghề của mình. Nếu các bạn nào mới vừa ghé vào kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh ha, và
Nếu các bạn muốn nhận thông báo khi mình ra video mới thì các bạn nhấn vào biểu tượng quả chuông ở sát bên nút đăng ký, để khi mình ra những cái video mới về chia sẻ những cái công việc của mình hiện tại đang làm, những chút kinh nghiệm nhỏ nhoi cho tất cả các bạn, thì các bạn có thể làm được theo dõi được. Bây giờ xin một lần nữa xin chúc tất cả các bạn thật là nhiều sức khỏe. Bye bye.